Chiều nay, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đến kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 trên địa bàn huyện Thới Lai. Năm 2023, Thới Lai được giao chỉ tiêu tuyển gọi 220 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã trao lệnh gọi nhập ngũ đối với 231 công dân, trong đó giao cho quân sự 168 thanh niên, công an 63 thanh niên. Hầu hết thanh niên có trình độ học vấn từ lớp 8 trở lên, trong đó có 57 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Thay mặt đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, lưu ý Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thới Lai tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật nghĩa vụ quân sự của công dân, đồng thời đảm bảo công tác giao nhận quân diễn ra trong không khí trang nghiêm, an toàn, đúng quy định.